lên làm DC chích lắm luôn. Wow, ra vậy đó. Rồi, ngon lành. Xin lên thang bác Thảo á. Dưới lại đi, phải thử gì. Dưới lại đi ra chú Hiểu. Rồi, tiếp tục các bạn cho mọi người cùng xem nha. Cái Kubota đang chạy chuyển trên bờ vuông nha các bạn. Cái bờ nó là ngay cũng vừa cái máy đi rồi các bạn. Wow, cây này hàm to quá vậy ta. Cây này chắc 95 á các bạn ơi. Wow, đúng rồi, cây 95. Wow, hàm dài quá luôn mà. Rồi có bánh chạy meo nè. Ghê vậy. Đang chạy chuyển trên bờ vuông nha bạn. Wow, sát mí luôn rồi. Các bạn và mọi người cùng theo dõi nha. Wow, chiếc máy kéo còn nằm trong. Vừa mí luôn. Đã không? Wow. Wow, cái này cây cây 70. À, cây 70 độ hàm các bạn ơi, phải cây 70 bờ lút. Lên hàm DC 95 luôn. Wow, ghê vậy ta. Cây 70 độ hàm các bạn. Chứ không phải cây 95 nha. Tưởng đi. Tưởng cây 95 không, hàm to ghê luôn. Rồi lại xuống cầu các bạn ơi. Cây 95 các bạn ơi, bên đây thì tem 95. Wow, 95 chứ không phải 70. Ở bển thì để 70 bờ lút. Rồi tưởng cây 70 bờ lút xong chứ. Cái này 95GM cộng nè các bạn. Qua cầu. Cây 95 nha các bạn, phải 70 bờ lút nha. Bắt đầu tưởng 70 Blut thôi. DC 95. Ê, trời trời trời. Đánh đầu trời. Căng nghiệp. Rồi ngay rồi. Rồi hiện tại đây hai cây các bạn. Cây kia thì đang tém cái mé bển này. Rồi cây này bò qua. Tém cái mé vô luôn các bạn ơi. Chung cây này tép mé thì ok các bạn, tại cái hàm nó được to, cái hàm nó dài.
rồi mới kéo xuống luôn, qua cầu luôn. Để ngọt xanh luôn. Chúng ta gì vậy? Dạ. Tăng kênh Phan Quốc Hải á. Phan hả? Ừ. Quốc Hải hả? Wow, mới kéo qua cầu nữa nè. Chở cầu lúa qua các bạn ơi. Rồi, ngon lành. Kinh Phan Quốc Hải á. Như là viết tỷ sử gì? Như là Kiên Giang vô hiệu. Thì máy cắt lúa vuông tôm. Anh vậy đó, clip tên gì anh, tên gì anh? Phan Quốc Hải. Phan Quốc Hải hả? À, Phan hả? Tạo lên lên, tí đâu ơi. Chiều. Chiều lên. Rồi, tem mẹ. Rồi mấy anh ngồi nói chuyện à. Thôi mình quay trước mấy kéo đang chuyển lúa vô nè các bạn. Vô cặp vuông tôm luôn. Chạy trên bờ ha. Vô tuốt ở trong vườn đó luôn đó các bạn ơi. Wow, nhỏ. Ghê không? Mé luôn á. Bấm vô tuốt trong vườn luôn nha các bạn. Vô tuốt trong đó rồi ra ngoài lộ luôn á. Nói chung cắt vuông tôm thì nó hơi xà quằn vậy đó nha các bạn. Có khi chuyển cả cây ngoài số 2 cây số luôn. Như vừa hỏi mình có quay một tốp. Hết hồn luôn, xa. Lúa đây vua giống lúa FT các bạn ơi, trúng lắm luôn coi nè. Vuông nào vuông nấy, bự bự không. Ngoài này thì hai cây đang chảy các bạn.